Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, tuần qua, một khu vực rộng lớn của khu đô thị thành phố NC, tỉnh Hồ Bắc đã bị ngập lụt, một số đoạn đường bị ngập sâu vài mét. Giao thông, nước, điện và các cơ sở mạng của thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Được biết, tình trạng ngập lụt là do mưa lớn và xả lũ từ các hồ chứa ở thượng nguồn. Theo các báo cáo toàn diện trên các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, từ 12 giờ trưa đến 16 giờ 30 phút chiều ngày thứ Bảy, trụ sở tiểu ban kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của công ty thủy lợi thành phố NC đã nhanh chóng nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt của thành phố từ cấp 4 lên cấp 1. Lúc 17 giờ 30 phút chiều, tại trạm đo mực nước Thanh Giang NC đo được tốc độ dòng chảy vượt quá 3.970 mét khối mỗi giây và mực nước vượt quá 419,5 mét. Cục Văn hóa và Du lịch tỉnh NC đã thông báo trên Weibo vào chiều ngày thứ Bảy rằng 12 danh lam thắng cảnh bao gồm khu thắng cảnh NC Grand Canyon, khu thắng cảnh rừng đá Shibuya và khu thắng cảnh thành phố NC Toshi tạm thời đóng cửa. Lối vào thành phố NC đã tạm thời bị kiểm soát. Các loại phương tiện tham gia giao thông phải đi đường vòng phía trước và không thể đi qua thành phố NC. Ngoài ra, người dùng ở thành phố NC đã được thông báo bằng tin nhắn từ China Telecom rằng một số phòng máy tính và thiết bị của công ty đã bị ngập nước và mất điện. Ở một số khu vực tín hiệu 4G có thể kém, truy cập Internet băng thông rộng và Internet TV không thể xem. Các quận và thành phố khác cũng sẽ gặp hiện tượng như tắc nghẽn Internet. Trên Weibo, một số lượng lớn người NC đã sử dụng video, hình ảnh và văn bản để truyền bá thực tế địa phương ra thế giới bên ngoài. Tình hình thiên tai có vẻ khá nghiêm trọng. Có hình ảnh cho thấy hơn một nửa tầng 1 của trường cấp 2 Vũ Dương bị ngập. Có thông tin cho rằng hơn 200 học sinh cấp 2 đã được chuyển đến trường tiểu học Vũ Dương trước trận mưa lớn. Hiện một số học sinh đã được người thân đưa về nhà với cha mẹ các em. Một số khác không thể về nhà do lũ lụt, được hội thiện nguyện sắp xếp chỗ ăn ở. Họ vẫn còn 2 ngày nữa để tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông. Nhiều người dân ở các khu vực khác nhau chia sẻ rằng, phố ngập gần như hết tầng 2, những ngọn núi phía sau thành cổ Sinan đã sạt lở. Đầu kiến thị trời vẫn mưa, hành lang bên cạnh sông bị ngập, bãi đậu xe của cộng đồng bên cạnh sông Thanh Vệ phải chèo thuyền. Một đoạn đường lối vào đường sân bay đã biến mất, cổng phía nam nước ngập quá đáng sợ. Những người khác nói tầng đầu tiên của đập Vũ Dương bị ngập, nước ngập đến vai người dân, họ không thể ra vào. Vấn đề là không có điện và không có thức ăn. Một người khác nói, tôi đang ở tầng trên của Thạch Châu Nhạ Viên, tôi có thể nghe thấy nhiều người bên dưới đang kêu cứu, tôi hy vọng mọi người đều an toàn. Con kênh ở Incheon rất nghiêm trọng và một số người ở đó đã chết. Lũ lụt ở đây không phải là do mưa lớn, nhất định là do sông Hoàng Hà xả lũ. Mặc dù phần lớn các phương tiện truyền thông đại lục cho rằng lũ lụt ở NC chỉ là do mưa xối xả và lượng mưa lớn liên tục, nhưng một số cư dân mạng đã phàn nàn về việc xả lũ của hồ chứa và cho rằng mức độ nghiêm trọng của thảm họa là do xả lũ ở thượng nguồn. Một số người dân bức xúc, tôi chỉ không hiểu sao mấy ngày trước xả lũ không chậm, phải đợi mưa to đầy hồ rồi mới xả lũ. Lãnh đạo liên quan có phải chịu trách nhiệm không? Mạng sống và tài sản của mọi người phụ thuộc vào suy nghĩ của họ. Tại sao hồ chứa Đại Long Tháp không thường xuyên xả lũ và trận mưa lớn gần đây nó không thể chứa được thêm nữa? Vậy tại sao nó lại xả nhiều như vậy? Một lúc, cộng đồng chúng tôi đã nhận được thông báo xả lũ từ trước nhắc nhở chúng tôi không được ra sông. Báo cáo của Chutian Metropolis Daily cũng tiết lộ rằng từ ngày thứ Sáu đến ngày thứ Bảy, NC hứng chịu mưa lớn từ sáng ngày thứ Bảy, thành phố mới chỉ bắt đầu ngập úng. Do lượng nước đổ về quá nhiều, hồ chứa Đại Long Tháp ở thượng nguồn dòng chính sông Thanh Giang chảy qua địa phương đã xả lũ. Đến 16 giờ, mực nước sông Thanh Giang dâng lên nhanh và trung tâm thành phố NC gần như chìm trong nước sâu ít nhất từ 2 mét. Chiếc xe buýt bị nhấn chìm. Kính thưa quý vị, đêm qua đến rạng sáng nay, một trận mưa xối xả đã ập đến Kiểm Đông Nam, Quý Châu, trong đó có 7 thị trấn ở huyện Dung Giang, huyện Lôi Sơn và những nơi khác có mưa lớn, với lượng mưa cao nhất lên tới 395,9mm. Tính đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, đã có 3 trận mưa lớn ở huyện Dung Giang, tỉnh Kiểm Đông Nam, thị trấn Bình Vĩnh, thị trấn Nhân Lý, thị trấn Lệ Lý và thị trấn Trung Thành do ảnh hưởng của cơn mưa lớn đã sạt lở đất.
Các biện pháp điều tiết giao thông đã được thực hiện. Hiện các sở ngành liên quan đang nỗ lực hết mình để tổ chức cứu trợ lũ lụt. Do lượng mưa lớn, các đường phố ở quận Công Giang, tỉnh Kiểm Đông Nam bị ngập nặng, nhiều phương tiện bị mắc kẹt. Một số ngôi làng và thị trấn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có nhiều ngôi nhà ở làng Long Giang, thị trấn Bình Mai bị ngập đến mái hiên. Rất may các ban ngành liên quan của địa phương đã giải cứu kịp thời. Người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn. Hiện chưa có thương vong được báo cáo. Ở Lôi Sơn, cảnh sát giao thông Lôi Sơn đã giải cứu những người bị mắc kẹt ở làng Vu Độ, thị trấn Đa Ti, huyện Lôi Sơn. Có 5 hoặc 6 người bị mắc kẹt và tất cả những người bị mắc kẹt đã được chuyển đi đến nơi an toàn. Theo Cục Khí tượng tỉnh Kiểm Đông Nam và Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Kiểm Đông Nam, tổng cộng 8 thị trấn trong tỉnh có mưa lớn từ 18 giờ chiều ngày thứ Bảy đến 10 giờ sáng ngày Chủ nhật. 3 thị trấn ở huyện Rông Giang có lượng mưa lớn là Bình Vĩnh 354,8mm, Sơn Giang 255,6mm, Lệ Lý là 222,6mm, 3 thị trấn ở huyện Công Giang, Bình Mai là 285mm, Giang Biên là 264,3mm, Hạ Giang là 235,8mm, Hạ Giang Cao Bình là 204,4mm. Một thị trấn ở huyện Đan Hải, Dương Vũ là 207,4mm, một thị trấn ở huyện Lôi Sơn là Đa Đi với 205,7mm. Mưa lớn ở 19 thị trấn, huyện Dung Giang có 8 thị trấn, 2 thị trấn ở huyện Lôi Sơn, 5 thị trấn ở huyện Đan Trại, 3 thị trấn ở huyện Công Giang, 1 thị trấn ở huyện Lệ Bình. Có mưa lớn ở 21 trấn, trong đó 5 trấn ở huyện Lệ Bình, 5 trấn ở huyện Dung Giang, 1 trấn ở quận Lôi Sơn, 8 trấn ở quận Đông Giang, 1 trấn ở huyện Đan Hải, 1 trấn ở huyện Cận Bình. Dự kiến trên toàn tỉnh sẽ có mưa rào hoặc dông và nhiều mây vào ngày Chủ nhật. Mưa lớn ở các huyện Đan Trại, Vĩnh Giang, Tòng Giang và Lý Bình sẽ tiếp tục. Dự kiến lượng mưa bổ sung sẽ là 50-80mm và tại Dung Giang và Bình Đông sẽ tăng 30-50mm. Hãy chú ý đề phòng các thiên tai thứ cấp như sạt lở đất, dòng chảy mảnh vụn, lũ lụt trên núi, ngập úng đô thị và lũ lụt ở các sông vừa và nhỏ có thể do mưa lớn gây ra. Trước đó, một trận lở đất ở làng Đại Hải, thị trấn Giang Vũ, huyện Giang Linh, tỉnh Quý Châu đã giết chết 99 người. Làng Đại Hải là một ngôi làng sống bên những ngọn núi dọc theo sông Bắc Bàn ở phía tây Quý Châu. Từ 2 ngày trước, trời mưa gần như cả ngày lẫn đêm, trong 15 giờ liên tục với lượng mưa lên tới 410mm. Lúc 11 giờ cùng ngày, lượng mưa cao tới 237mm, vượt quá kỷ lục khí tượng địa phương trước đó. Do mưa lớn mấy ngày nay, nhà trường đã thông báo cho trẻ em trong thôn tạm nghỉ học vì nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đi. Do trời mưa nên người dân ở nhà không ra đồng làm việc. Không ai nghĩ rằng một thảm họa lớn đang âm thầm đến gần. Khoảng 14 giờ ngày thứ Sáu, kèm theo một tiếng động lớn là một trận lở đất gần 2 triệu mét khối từ trên núi cao khoảng 400-500mm đổ xuống, nhanh chóng biến thành một trận lở đất, trong nháy mắt nuốt chửng hai phần làng Đại Hải. Có 99 người dân trong 37 hộ gia đình trong làng bị vùi lấp trong trận lở đất và toàn bộ quá trình chỉ mất 1 hoặc 2 phút. Điều đặc biệt là trong số những người bị chôn vùi có 30 em học sinh tiểu học, hầu hết là những đứa trẻ vắng cha mẹ do đi làm ăn xa. Người dân làng Long Khiang Khai kể lại, khi còn cách điểm sạt lở khoảng 1 km, điều đầu tiên ông nhìn thấy là trên núi đột nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ, đá sỏi rơi xuống. Ít phút sau thì bất ngờ thấy khói đen bốc lên từ miệng núi lửa bên cạnh sườn núi. Với một tiếng nổ lớn như tiếng đại bác, một bên của ngọn núi nghiêng xuống như thể va vào ngọn núi bên cạnh. Sau đó, từng mảng lớn bùn đất lan xuống. Người dân làng Ngụy Đạo Tuyết cho biết, tổ tiên của ông đã chuyển đến đây từ thời nhà Thanh. Trong ký ức của gia đình ông, chưa bao giờ có một trận lở đất lớn nào ở đây. Ngụy Đạo Tuyết lúc đó đang làm ruộng, nghe thấy tiếng động lớn liên tục, thấy một lượng lớn bùn đá từ sườn núi hòa với nước mưa đổ xuống, vội chạy về nhà, chạy chưa đầy 100m thì thấy 5 người họ hàng bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. Vẫn còn bị sốc, Ngụy Đạo Tuyết muốn đào người thân của mình ra khỏi dòng bùn, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu. Mưa xối xả là nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm họa, nhưng dân làng cũng báo cáo rằng do hồ chứa của nhà máy điện Bắc Bàn Giang Quảng Quảng gần đó đầy nước nên ngôi làng thường xuyên cảm thấy động đất, như thể chúng bị bắn và nhiều ngôi nhà trong làng bị đổ nát. Cha mẹ của Lý Lệ Hà đã thiệt mạng trong trận thiên tai này. Cô ấy nhớ lại rằng khi cô ấy gieo mạ vào năm ngoái, mẹ cô ấy đã nói với cô ấy qua điện thoại rằng ngọn núi đối diện có vết nứt và một đỉnh núi dường như đã di chuyển. Lý Lệ Hà nói với mẹ rằng cô ấy nên báo cáo vấn đề này với bộ phận liên quan. Mẹ tôi nói qua điện thoại rằng phải liên hệ với ai để báo cáo vấn đề và tôi đã báo cáo sự việc vào thời điểm đó. Tôi nghe nói rằng cũng có người đến để kiểm tra nhưng không có kết quả. Quan sát của các bộ phận chuyên môn đã xác nhận suy đoán từ một phía của dân làng.
làng Đại Hải nằm trong khu vực hồ chứa của nhà máy thủy điện Quảng Quảng, nhà máy điện lớn nhất trong quá trình phát triển thủy điện bậc thang trên dòng chính của sông Bắc Bàn. Chiều cao của hồ chứa là 200,5 m, tổng dung lượng lưu trữ đạt 3,245 tỷ mét khối, công suất lắp đặt là 1,04 triệu kW và tổng diện tích của hồ là 51,54 km2, khả năng gây ra động đất cao. Để theo dõi động đất hồ chứa, một mạng lưới địa chấn đặc biệt trong khu vực hồ chứa đã được thành lập. Hồ chứa đã đóng cửa để tích nước vào năm 2007. Năm 2007, trước khi tích nước, 37 trận động đất đã được ghi nhận. Khi mực nước dâng cao, cường độ và tần suất các trận động đất trong lòng hồ cũng tăng lên. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2008, sau khi tích nước đã ghi nhận được 1.299 trận động đất, trận lớn nhất có cường độ 3,2 độ Richter và cường độ lớn nhất đạt cấp 4. Trận động đất xảy ra sau khi tích nước của hồ chứa đã phá hủy sự ổn định của cấu trúc núi xung quanh hồ chứa. Đây có thể là một yếu tố quan trọng gây ra sạt lở đất, dòng chảy mảnh vụn. Do không được ngăn chặn kịp thời sau trận động đất lớn nên thảm họa sạt lở đất bất thường. Tuần trước, một trận lở đất ở huyện Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên cũng đã làm 42 người thiệt mạng. Vào ngày 5 vừa qua, một trận động đất lớn 8,0 độ Richter đã xảy ra ở núi Long Môn, tỉnh Tứ Xuyên. Ngọn núi bị hư hại nghiêm trọng, tạo thành một số lượng lớn các vết nứt và gây ra lở đất. Đây cũng là nguồn mảnh vụn phong phú cho sự xuất hiện của các dòng mảnh vụn. Theo dữ liệu báo cáo cho biết, lượng mưa tới hạn đối với dòng mảnh vụn ở dãy núi Long Môn của hạt Bắc Xuyên là khoảng 65-80mm mỗi giờ và lượng mưa tích lũy trong giai đoạn đầu sẽ đạt 420-450mm. Tuy nhiên, sau trận động đất ở Vân Xuyên, do sự phá hủy của các ngọn núi, giá trị quan trọng này đã bị giảm đi rất nhiều và các thảm họa dòng chảy vụn có nhiều khả năng xảy ra hơn. Vào cuối tuần vừa qua, hơn 4 tháng sau trận động đất ở Vân Xuyên trước đó, lượng mưa lớn đã xảy ra ở khu vực Bắc Xuyên. Lượng mưa ngày thứ 5 đạt 173,8mm, từ 0 giờ đến 6 giờ ngày thứ 6, lượng mưa đạt 98,9mm. Cường độ mưa hơn 30 năm mới có một lần. Từ 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng ngày thứ 6, lở đất bùng phát ở 72 mương ở huyện Bắc Xuyên, trong đó lớn nhất là Vệ Gia Câu và Triệu Gia Câu gần huyện Bắc Xuyên đã phá hủy trong trận động đất. Dân làng ở khu vực Nhân Gia Bình của Bắc Xuyên mô tả rằng vào khoảng 5 giờ sáng trong thung lũng phát ra tiếng sấm kèm theo mặt đất rung chuyển, đến khoảng 6 giờ sáng thì âm thanh yếu dần. Toàn bộ quá trình kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, một trận lở đất quy mô lớn ập vào đống đổ nát của quận Bắc Xuyên tạo ra một thảm họa mới trên tàn tích của trận động đất trước đó. Một số cư dân xung quanh quận Bắc Xuyên sống sót sau trận động đất nhờ những ngôi nhà tương đối kiên cố của họ, nhưng họ không thoát khỏi thảm họa lở đất này và bị chôn vùi trong dòng bùn. Trận lở đất này cũng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều khu tái định cư của nạn nhân động đất ở huyện Bắc Xuyên. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tìm Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.